các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại Đại học Văn Lang để chúng ta có thể gắn ghép với nhau bằng âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cùng nhau nói vòng tay lớn để có thể hòa vào trong một không gian rất tuyệt vời của đêm nay và sẵn sàng để biểu diễn cho tất cả các thầy cô và sinh viên của Đại học Văn Lang thôi. Yes. Để cho tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye.